Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm cho Tết Nguyên đán, rạng sáng qua ngày 8 tháng 1, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm. Gần 1 giờ sáng ngày 8 tháng 1, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính ở một quán karaoke ở khu vực Đảo Xanh, phát hiện cơ sở này vẫn hoạt động, trong khi đó, theo quy định, 12 giờ đêm phải đóng cửa. Ngoài ra, cơ sở này còn không xuất trình được giấy đăng ký đủ điều kiện về an ninh trật tự và có hành vi cho khách dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia. Trước đó, kiểm tra một quán karaoke trên đường phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, công an phát hiện hai người dương tính với ma túy, hàng loạt xe máy không có giấy phép đăng ký. Hiện, vụ việc đang được bàn giao cho công an phường Khuê Trung tiếp tục đấu tranh xử lý. Có thể thấy, việc kiểm tra đột xuất các điểm vui chơi giải trí này đã góp phần ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Một số trường hợp vi phạm như là kinh doanh quá giờ quy định, rồi một số cái vi phạm trong cái chưa có giấy phép đảm bảo an ninh trật tự. Thì đối với những cái trường hợp đó thì chúng tôi nhắc nhở, và có những trường hợp mà vi phạm nhiều lần thì chúng tôi tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra cái quán karaoke này thì chúng tôi đã phát hiện có hai trường hợp dương tính với ma túy, đó là trường hợp của khách, một nhân viên. Đấy. Chúng tôi đã lập biên bản và bàn giao cho công an phường. Từ đây đến hết đợt cao điểm, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục ra quân tổng kiểm tra các tụ điểm ăn chơi giải trí trên địa bàn. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giám sát để hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đi vào khuôn khổ, trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.